Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận của những gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời mọi người hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Mậu Tuất. Những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Bình Địa Mậu, là người trưởng thành, trung thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Họ là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Người tuổi Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Ngoài ra, người tuổi Mậu Tuất luôn mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không tham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung, trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Họ muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Mậu Tuất thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Điểm nổi bật trong tử vi tháng 4 của những người tuổi Mậu Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt được nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn liên tiếp. Bản mệnh biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ, tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh hơn người khác. Phương diện tình cảm và sức khỏe tiến triển khá ổn định. Nhìn chung đây là một tháng đáng mong đợi của các gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý âm thủy gặp Tuất xương thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Mậu Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Những gia chủ tuổi Mậu Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Mậu Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế thì sẽ thăng tiến trong sự nghiệp.
Để công việc thành công và gặp nhiều may mắn, thì các gia chủ tuổi Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên mọi phương diện của cuộc sống. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Với tuổi Mậu Tuất, trong tháng này, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết bản mệnh đã thành thơi hoặc làm ít dần và sắp nghỉ hưu. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng mình đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bản mệnh nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt. Quý gia chủ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, nhưng bản mệnh vẫn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, điều này luôn cho bản mệnh cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân mình. Ngay cả khi quý gia chủ không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và giúp đỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Mậu Tuất không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Mậu Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ hai, về mặt tài lộc. Phần tài lộc của tuổi Mậu Tuất khởi sắc trong tháng 4 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bản mệnh cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó về phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản thân tuổi Mậu Tuất cũng có nhiều gánh vác trên vai. Có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải của riêng bản thân. Bản mệnh cũng quý trọng tiền bạc, nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của những gia chủ tuổi Mậu Tuất không mấy suôn sẻ. Bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Bởi vì hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 4 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình.
Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, trêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đồng thời, vòng còn giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 âm lịch không được tốt. Bản mệnh cần chú ý đến các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt, với những nam gia chủ tuổi Mậu Tuất cần chú ý tới các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì các gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, bia rượu và các chất kích thích cần tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, người tuổi Mậu Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tay tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Mậu Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 âm lịch, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm trừng lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, sậu thành kim cụ, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tý. Tháng này bản mệnh cần chú ý tránh các ngày, thứ nhất ngày âm lịch 9 tháng 4 từ ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 4 từ ngày 1 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm để có thể công việc thuận lợi. Thứ nhất, ngày 8 tháng 4 tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 4 tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Mậu Tuất trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc những vấn đề như dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.